Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung vừa ký văn bản đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về khám chữa bệnh. Yêu cầu các cơ sở phải nghiêm túc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh, chú trọng kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật đúng hướng dẫn chẩn đoán điều trị, nghiêm cấm mọi hành vi gian dối trong chỉ định cận lâm sàng hoặc nhân bản xét nghiệm. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã công bố khám sức khỏe định kỳ khám sức khỏe lái xe, khám sức khỏe xin việc, phải đảm bảo đầy đủ các chuyên khoa theo quy định khi thực hiện khám sức khỏe. Việc ghi sổ khám bệnh, sổ theo dõi bệnh nhân đến khám tại cơ sở, hồ sơ bệnh án đối với các bệnh nhân cần nằm theo dõi tại phòng lưu bệnh, phải thực hiện đầy đủ theo quy định. Theo Sở Y tế, thời gian qua vẫn còn một số cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện tốt các quy định, các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế.